hoặc có chúng sanh chẳng phải ngu chẳng phải độn, thuộc chủng loại thiện huệ, có sự hiểu biết ở nơi ngói đá vụn cỏ lá cây, các sự huyễn hóa kể trên thấy rồi nghe rồi tác nghĩ như vậy. Như chỗ đã thấy đây không thật thần voi thần ngựa thần xe thần bộ, không thật có mani trân châu lưu ly loa bối ngọc bích san hô trùng trùng kho tàng tài bảo, nhưng có sự việc hình trạng huyễn mê hoặc mắt, nên ở trong ấy phát khởi tưởng thần voi lớn, hoặc khác với thần voi lớn cho đến phát khởi trùng trùng tưởng kho tàng tài bảo hoặc tượng trùng lại sai khác. Ở chỗ thấy chẳng như thật đây, nghe chẳng như thật đây mà kiên cố chấp trước, theo đó khởi nói năng chỉ cho đây là chân thật, còn lại đều ngu si hư vọng. Vì muốn tỏ rõ nghĩa như vậy nên cũng ở trong ấy mà tùy khởi nói năng, những kẻ kia ở thời sau không tu tập quán sát. Như vậy hoặc có chúng sanh là loại ngu phu, là loại dị sanh chưa đắc các thánh tuệ xuất thế gian, chẳng thể rõ biết ở nơi tất cả pháp, pháp tánh lìa lời. Kẻ kia ở nơi tất cả hữu vi vô vi, thấy rồi nghe rồi tác nghĩ như vậy. Như chỗ được đầy quyết định thật có hữu vi vô vi, như chỗ đã thấy, như chỗ đã nghe chấp trước kiên cố, theo đó khởi nói năng, chỉ cho đây là chân thật, còn lại đều là ngu si hư vọng. Những kẻ kia ở thời sau càng thêm quan sát, hoặc có chúng sanh chẳng phải loại ngu si, đã kiến thánh đế, đã đắc các thánh tuệ xuất thế gian, như thật rõ biết tất cả pháp, pháp tánh lìa lời. Người kia ở nơi tất cả hữu vi vô vi, thấy rồi nghe rồi tác nghĩ như vậy. Chỗ đã được đầy quyết định không thật hữu vi vô vi, nhưng chỗ khởi hành tướng có phân biệt, giống như sự huyễn mê hoặc vệ hiểu hiểu biết bên trong phát khởi tưởng cho là vô vi hoặc tưởng cho là khác với vô vi. Ở nơi thấy chẳng như thật, nghe chẳng như thật đây mà chấp đắm kiên cố, theo đó khởi nói năng chỉ cho đây là chân thật, còn lại đều là ngu si hư vọng. Vì muốn tỏ rõ nghĩa như vậy cũng ở trong đây mà khởi nói năng, những kẻ kia ở thời sau không tu tập quan sát. Như vậy thiện nam tử, các thánh giả kia ở trong sự đây dùng thánh trí thánh kiến lìa danh lời hiện chánh đẳng giác, tức nơi pháp tánh lìa lời như vậy, vì muốn khiến người hiện đẳng giác mà giả lập danh tưởng đó là hữu vi đó là vô vi. Bấy giờ giải thậm thâm nghĩa mật ý Bồ Tát muốn trùng tuyên nghĩa đây mà tụng kệ rằng: Phật thuyết nghĩa lìa lời không hai, thẳm sâu chẳng phải kẻ ngu hành, ngu phu đối đây bị si hoặc, nương say đắm hí luận nói hai, kia hoặc bất định hoặc tả định, lưu truyền lâu dài sanh tử khổ, trái ngược chánh trí luận như vậy sẽ sanh trong loài trâu dê thảy. Lại nữa, này thuyết tướng thắng nghĩa đế vượt quá sở hành tầm tư. Nên biết, như trong kinh giải thâm mật, Pháp Dũng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ đây qua phương đông quá 72 hàng hà sa thảy thế giới, có thế giới tên là Cụ Đại Danh Xưng, Như Lai có ấy hiệu là Quảng Đại Danh Xưng. Tôi ở ngày trước, tướng nước Phật kia phát nguyện đến đây. Tôi ở nước Phật kia từng thấy có 7 vạn 7 ngàn thầy đứng đầu ngoại đạo cùng ngồi một hội, cùng ở một nơi, cùng vì tư duy về tướng thắng nghĩa đế của các pháp. Những vị kia cùng nghĩ bàn xứng lượng quan sát tầm cầu khắp tướng thắng nghĩa đế các pháp, rốt ráo chọn chẳng thể được. Chỉ toàn vô số ý hiểu riêng khác, ý hiểu biến đổi. Do đây họ chống đối lẫn nhau, cùng nhau tranh luận, cho đến dùng lời chỉ trích lẫn nhau, rồi buồn bã chia lìa. Bạch Thế Tôn, tôi khi bấy giờ thầm nghĩ thế này: Như Lai xuất thế thật là hy hữu, bởi xuất thế nên ở nơi tướng thắng nghĩa đế vượt quá tất cả sở hành tầm tưởng như vậy, cũng đã thông đạt tác chứng khả đắc. Bấy giờ Thế Tôn bảo Pháp Dũng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, như vậy như vậy, như ông đã nói, ta ở nơi tướng thắng nghĩa đế vượt quá tất cả cảnh tầm tư hiện chánh đẳng giác, hiện chánh đẳng giác rồi, vì người tuyên thuyết hiện hiện khai giải thì thiết soi tỏ, vì cớ sao? Ta nói thắng nghĩa ấy là các bậc thánh bên trong tự sở chứng, còn theo sở hành tầm tư ấy là các dị sanh chuyển chuyển sở chứng, cho nên Pháp Dũng do đạo lý đây nên biết tướng thắng nghĩa đế vượt quá cảnh tầm tư. Pháp Dũng, ta nói thắng nghĩa sở hành vô tướng, tầm tư chỉ hành cảnh giới có tướng, cho nên Pháp Dũng do đạo lý đây nên biết tướng thắng nghĩa vượt quá tất cả cảnh tầm tư. Pháp Dũng, ta nói thắng nghĩa chẳng thể ngôn thuyết, tầm tư chỉ hành cảnh giới ngôn thuyết, cho nên Pháp Dũng do đạo lý đây nên biết tướng thắng nghĩa vượt quá tất cả cảnh tầm tư. Pháp Dũng, ta nói thắng nghĩa tuyệt dứt các biểu thị, tầm tư chỉ hành cảnh giới biểu thị,
cho nên pháp dũng do đạo lý đây nên biết tướng thắng nghĩa vượt qua tất cả cảnh tầm tư. Pháp dũng ta nói thắng nghĩa tuyệt dứt các tranh luận, tầm tư chỉ hành cảnh giới như tranh luận, cho nên pháp dũng do đạo lý đây nên biết tướng thắng nghĩa vượt qua tất cả cảnh tầm tư. Pháp dũng nên biết thì như có người tận hết thọ mạng chỉ tiếp xúc toàn vị khổ cay đắng, nên đối với vị mật ngọt thượng mỹ diệu chẳng thể tầm tư, chẳng thể so sánh, chẳng thể tìm hiểu. Hoặc trong đêm dài do tháng dài tham dục nên bị lửa các dục thiêu đốt, nếu đem sánh với bên trong đều trừ diệt tất cả sắc thành hương vị xúc cho đến lạc do xa lìa diệu dục kia thì chẳng thể tầm tư, chẳng thể so sánh, chẳng thể tìm hiểu. Hoặc trong đêm dài do tháng dài ngôn thuyết mà vui đắm luận bàn văn hoa thế gian, nếu đem sánh với bên trong vui tịch tĩnh mặc nhiên của bậc thánh thì chẳng thể tầm tư, chẳng thể so sánh, chẳng thể tìm hiểu. Hoặc trong đêm dài do tháng dài thấy nghe hiểu biết biểu thị mà vui đắm các biểu thị thế gian, nếu đem sánh với vĩnh viễn đoạn trừ tất cả biểu thị thân diệt cứu cánh niết bàn thì chẳng thể tầm tư, chẳng thể so sánh, chẳng thể tìm hiểu. Pháp dũng nên biết thì như có người ở trong đêm dài do có tháng dài trùng trùng ngã sở nhiếp thọ tranh luận vui đắm các tranh luận thế gian, nếu đem sánh với người Bắc Câu Lô Châu không ngã sở không nhiếp thọ lìa tranh luận thì chẳng thể tầm tư, chẳng thể so sánh, chẳng thể tìm hiểu. Như vậy pháp dũng các tầm tư đem sánh với tướng thắng nghĩa đế vượt quá tất cả cảnh sở hành tầm tư là chẳng thể tầm tư, chẳng thể so sánh, chẳng thể tìm hiểu. Bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa đây mà thuyết kệ rằng: nội chứng sở hành kia vô tướng, chẳng thể nói bàn dứt biểu thị, dứt các tranh luận thắng nghĩa đế vượt quá tất cả tướng tầm tư. Lại nữa, nay thuyết tướng thắng nghĩa đế vượt quá các pháp tánh một tánh khác, nên biết như trong kinh giải thâm mật, thiện thanh tịnh tuệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn thật lạ kỳ, cho đến Thế Tôn khéo thuyết, như Thế Tôn thuyết tướng thắng nghĩa đế thẳm sâu vi tế, vượt qua các pháp tánh một tánh khác khó thể thông đạt. Bạch Thế Tôn, tôi đã từng thấy ở một nơi có hết thảy chúng Bồ Tát chân chánh tu hành thắng giải hành địa, đồng cầu hội một chỗ, đều cùng nghĩ bàn tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành tướng tánh một tánh tánh tướng một tánh tướng khác. Ở trong hội đây một số Bồ Tát đáp lời như vậy: tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không có khác. Một số Bồ Tát lại đáp lời: tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành chẳng phải đều không có khác, như tướng thắng nghĩa đế khác tướng các hành. Có Bồ Tát khác nghi hoặc do dự lại đáp lời rằng: các Bồ Tát đây ai nói chân thật, ai nói hư vọng, ai như lý hành, ai không như lý, hoặc xướng lời này: tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không có khác, hoặc xướng lời này: tướng thắng nghĩa đế khác tướng các hành. Bạch Thế Tôn, tôi thấy các vị kia rồi, thầm tác nghĩ này: các thiện nam tử kia ngu si ngoan độn, không sáng không thiện, không như lý hành, chẳng thể hiểu rõ nơi thắng nghĩa đế thẳm sâu vi tế, vượt qua tướng các hành tánh một tánh khác. Bây giờ Thế Tôn bảo thiện thanh tịnh tuệ Bồ Tát rằng: thiện nam tử, như vậy như vậy như ông đã nói, các thiện nam tử kia ngu si ngoan độn, không sáng không thiện, không như lý hành, chẳng thể hiểu rõ nơi tướng thắng nghĩa đế thẳm sâu vì tế vượt qua tướng các hành tánh một tánh khác. Vì cớ sao thiện thanh tịnh tuệ chẳng phải khi hành nơi các hành như vậy mà gọi là năng thông đạt tướng thắng nghĩa đế, hoặc gọi là đắc tác chứng ở nơi thắng nghĩa đế? Vì cớ sao thiện thanh tịnh tuệ nếu tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không khác? Vậy lẽ thời nay tất cả dị sanh đều đắc kiến đế, vậy lẽ các dị sanh đều đã đắc vô thượng phương tiện an ẩn niết bàn, hoặc lẽ đã chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề? Nếu tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành một hướng khác, vậy lẽ người đắc kiến đế chẳng cần khiển trừ tướng các hành? Nếu chẳng khiển trừ tướng các hành thì lẽ ở nơi tướng phược chẳng được giải thoát, người kiến đế đây nơi các tướng phược vì chẳng được giải thoát thì ở thô trọng phược cũng chẳng được giải thoát. Nếu ở nơi hai phược chẳng được giải thoát, người kiến đế kia lẽ không thể đắc vô thượng phương tiện an ẩn niết bàn, hoặc chẳng nên chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện thanh tịnh tuệ, do ở thời này chẳng phải các dị sanh đều đã kiến đế, chẳng phải các dị sanh đã năng thành tựu vô thượng phương tiện an ẩn niết bàn, cũng chẳng phải đã chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, cho nên tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành tướng đều không khác là không đúng đạo lý. Nếu ở trong đây đáp lời như vậy, tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không khác,
Do đạo lý đầy nên biết tất cả chẳng như lý hành, chẳng như chánh lý. Thiện thành tịnh tuệ. Do ở thời này chẳng phải người kiến đế, chẳng thể khiển trừ tướng các hành, nhưng năng trừ khiển. Chẳng phải người kiến đế, chẳng thể giải thoát các tướng phược, mà năng giải thoát. Chẳng phải người kiến đế, chẳng thể giải thoát đồ trọng phược, mà năng giải thoát. Lấy năng giải thoát khỏi hai chướng, cũng năng thành tựu vô thượng, phương tiện an ẩn niết bàn, cũng năng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành, một hướng khác là không đúng đạo lý. Nếu ở trong đây tác lời như vậy, tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành một hướng khác, do đạo lý đây nên biết tất cả chẳng như lý hành, chẳng như chánh lý. Thiện thành tịnh tuệ, nếu tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không khác, lúc ấy như tướng các hành rơi trong tướng tạp nhiễm, thì tướng thắng nghĩa đế, thì tướng thắng nghĩa đây lẽ cũng như vậy, tức rơi trong tướng tạp nhiễm. Thiện thành tịnh tuệ, nếu tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành một hướng khác nhau, lẽ chẳng phải cộng tướng của tướng tất cả hành gọi là tướng thắng nghĩa đế. Thiện thành tịnh tuệ, do ở thời này tướng thắng nghĩa đế chẳng phải rơi trong tướng tạp nhiễm, các hành cộng tướng gọi là tướng thắng nghĩa đế, cho nên tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành tướng đều không khác thì không đúng đạo lý. Tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành tướng một hướng khác thì không đúng đạo lý. Nếu ở trong đây tác lời như vậy, tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không có khác, hoặc tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành một hướng khác nhau, do đạo lý đây nên biết tất cả chẳng như lý hành, chẳng như chánh lý. Thiện thành tịnh tuệ, nếu tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không khác thì như tướng thắng nghĩa đế ở nơi tướng các hành không có sai khác ấy, tất cả tướng hành cũng lẽ như vậy không có sai khác. Vậy thì người tu quán hành ở trong các hành, như chỗ đã thấy, như chỗ đã nghe, như chỗ đã hiểu, như chỗ đã biết, chẳng lẽ thời sau lại cầu thắng nghĩa? Nếu tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành một hướng khác, lẽ các hành chẳng phải duy tánh vô ngã, chẳng phải duy chỗ hiển hiện của vô tự tánh gọi là tướng thắng nghĩa, lại lẽ đồng thời hai tướng khác nhau được thành lập, đó là tướng tạp nhiễm và tướng thành tịnh. Thiện thành tịnh tuệ, do ở thời này tướng tất cả hành đều có sai biệt, chẳng phải không sai biệt. Người tu quán hành ở trong các hành, như chỗ đã thấy, như chỗ đã nghe, như chỗ đã hiểu, như chỗ đã biết, chẳng lẽ thời gian thời sau lại cầu thắng nghĩa, lại tất các hành chỉ là tánh vô ngã, chỗ hiện hiện của vô tự tánh gọi là tướng thắng nghĩa, lại chẳng phải đồng thời hai tướng nhiễm tịnh khác nhau cùng thành lập. Cho nên tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không có khác, hoặc một hướng khác đều không đúng đạo lý. Nếu ở trong đây tác lời như vậy, tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành đều không có khác, hoặc một hướng khác, do đạo lý đây nên biết tất cả chẳng như lý hành, chẳng như chánh lý. Thiện thành tịnh tuệ, như tánh sắc trắng của vỏ ốc chẳng dễ thi thiết cho vỏ ốc cùng sắc trắng kia là một tướng hay khác tướng. Như tánh sắc trắng của vỏ ốc thì sắc vàng của vàng cũng vậy. Như tánh âm thanh uyển chuyển mỹ diệu của đàn không hầu chẳng dễ thi thiết âm thanh cùng đàn không hầu kia là một tướng hay khác tướng. Như tánh diệu hương của hắc trầm chẳng dễ thi thiết cho hắc trầm cùng diệu hương kia một tướng hay khác tướng. Như tánh cay của hồ tiêu chẳng dễ thi thiết cho hồ tiêu cùng tánh cay kia một tướng hay khác tướng. Như tánh cay của hồ tiêu, tánh nhạt của trái táo cũng vậy. Như tánh mềm nhuyễn của bông tơ tằm chẳng dễ thi thiết cho bông tơ tằm cùng mềm nhuyễn kia là một tướng hay khác tướng. Như vị đề hồ ở trong thục tô chẳng dễ thi thiết cho thục tô cùng đề hồ kia một tướng hay khác tướng. Lại như tất cả hành của tánh vô thường, tất cả pháp hữu lậu của tánh khổ, tất cả pháp bồ đặc giả la của tánh vô ngã chẳng dễ thi thiết cho hành cùng kia thể làm một tướng hay khác tướng. Lại như tướng tham bậc thượng không tịch tĩnh và tướng tạp nhiễm chẳng dễ thi thiết cho tham cùng kia là một tướng hay khác tướng. Như tham bậc thượng thì sân si bậc thượng nên biết cũng vậy. Như vậy thiện thành tịnh tuệ, tướng thắng nghĩa đế cùng tướng các hành chẳng khả thi thiết là một tướng hay khác tướng. Thiện thành tịnh tuệ, ta ở nơi tướng thắng nghĩa đế vượt qua tướng các pháp tánh một tánh khác, vì tế cực vì tế, thẳm sâu cực thẳm sâu, khó thông đạt cực khó thông đạt như vậy mà hiện chánh đẳng giác, hiện đẳng giác rồi, để người tuyên thuyết hiển thị khai giải, thì thuyết soi tỏ. Bây giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa đây mà thuyết tụng rằng, tướng thắng nghĩa hành giới, lìa tánh tướng một khác, nếu phân biệt một khác, kia chẳng như lý hành, chúng sanh bị tướng phược, cũng bị thô trọng phược, cần siêng tu chỉ quán mới khéo được giải thoát. Lại nữa,
Ngày thuyết tướng thắng nghĩa đế khắp tất cả một vị, nên biết như trong kinh giải thầm mật, Thế Tôn bảo trưởng lão Thiện Hiện rằng: Thiện Hiện, ông có biết ở trong hữu tình giới có bao nhiêu hữu tình ôm lòng tăng thượng mạn, vì chấp giữ tăng thượng mạn mà ký biệt chỗ hiểu? Ông có biết trong hữu tình giới có bao nhiêu hữu tình lìa tăng thượng mạn ký biệt chỗ hiểu? Trưởng lão Thiện Hiện bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tôi biết trong hữu tình giới phần ít hữu tình lìa tăng thượng mạn ký biệt chỗ hiểu. Bạch Thế Tôn, tôi biết trong hữu tình giới có vô lượng vô số không chẳng thể tính kể hữu tình ôm lòng tăng thượng mạn, vì chấp giữ tăng thượng mạn nên ký biệt chỗ hiểu. Bạch Thế Tôn, tôi có lúc đã từng trụ nơi A Nan Nhã trong rừng đại thụ. Lúc ấy trong rừng đây cũng có nhiều bí xô sống gần nơi tôi ở. Tôi thấy các bí xô kia sau phần ban ngày chuyển tụ tập nương vào sở đắc hiện quán, mỗi mỗi riêng nó trùng trùng pháp tướng ký biệt chỗ hiểu. Trong đó có một loại vì đắc uẩn, vì đắc tướng uẩn, vì đắc khởi uẩn, vì đắc tận uẩn, vì đắc diệt uẩn, vì đắc tác chứng diệt uẩn nên ký biệt chỗ hiểu tướng uẩn đã đắc. Như có một loại vì đắc uẩn thì có một loại vì đắc xứ, có một loại vì đắc duyên khởi cũng vậy. Lại có một loại vì đắc thực, vì đắc tướng thực, vì đắc khởi thực, vì đắc tận thực, vì đắc diệt thực, vì đắc tác chứng diệt thực nên ký biệt chỗ hiểu. Lại có một loại vì đắc đế, vì đắc tướng đế, vì đắc biến tri đế, vì đắc vĩnh viễn đoạn đế, vì đắc tác chứng đế, vì đắc đồ tập đế nên ký biệt chỗ hiểu. Lại có một loại vì đắc giới, vì đắc tướng giới, vì đắc chủng tánh, chủng chủng tánh giới, vì đắc chẳng phải một tánh giới, vì đắc diệt giới, vì đắc tác chứng diệt giới nên ký biệt chỗ hiểu. Lại có một loại vì đắc niệm trụ, vì đắc tướng niệm trụ, vì đắc năng trị sở trị niệm trụ, vì đắc tu niệm trụ, vì đắc chưa sanh khiến sanh niệm trụ, vì đắc đã sanh khiến trụ kiên cố chẳng mất niệm trụ, vì tu tập tăng trưởng niệm trụ nên ký biệt chỗ hiểu. Như có một loại vì đắc niệm trụ thì có một loại vì đắc chánh đoạn, vì đắc thần túc, vì đắc các căn, vì đắc các lực, vì đắc giác chi nên biết cũng vậy. Lại có một loại vì đắc tám thánh đạo chi, vì đắc tướng tám thánh đạo chi, vì đắc năng trị sở trị tám thánh đạo chi, vì đắc tu tám thánh đạo chi, vì đắc chưa sanh khiến sanh tám thánh đạo chi, vì đắc đã sanh khiến trụ chẳng quên mất tám thánh đạo chi, vì tu tăng trưởng thêm tám thánh đạo chi nên ký biệt chỗ hiểu. Bạch Thế Tôn, tôi thấy kia rồi thầm nghĩ thế này: các trưởng lão đây nương sở đắc hiện quán, mỗi mỗi riêng nói chủng chủng pháp tướng ký biệt chỗ hiểu, nên biết các trưởng lão kia tất cả đều ôm lòng tăng thượng mạng, vì chấp giữ hướng tăng thượng mạng nên đối với tướng thắng nghĩa đế khắp tất cả chỉ có một vị chẳng thể hiểu rõ. Cho nên Thế Tôn thật lạ kỳ, cho đến Thế Tôn khéo thuyết như Thế Tôn nói tướng thắng nghĩa đế khắp tất cả chỉ có một vị, vì tế cực vì tế, thẳm sâu cực thẳm sâu, khó thông đạt cực khó thông đạt. Bạch Thế Tôn, bí xô tu hành trong thánh giáo đây ở nơi tướng thắng nghĩa đế chỉ có một vị khắp tất cả còn khó thông đạt hướng các ngoại đạo. Bấy giờ Thế Tôn bảo trưởng lão Thiện Hiện rằng: Thiện Hiện, như vậy như vậy, ta ở nơi tướng thắng nghĩa đế khắp tất cả chỉ có một vị, vì tế cực vì tế, thẳm sâu cực thẳm sâu, khó thông đạt cực khó thông đạt mà hiện chánh đẳng giác. Hiện đẳng giác rồi thì người tuyên thuyết hiển thị khai giải thì thiết sỏi tỏ. Vì cớ sao? Thiện Hiện, ta đã hiển thị sở duyên thanh tịnh ở trong tất cả uẩn là thắng nghĩa đế, ta đã hiển thị sở duyên thanh tịnh ở trong tất cả xứ, duyên khởi thực đế, giới niệm trụ chánh đoạn thần túc, căn lực giác chi đạo chi là thắng nghĩa đế. Sở duyên thanh tịnh đây ở trong các uẩn là tướng một vị, tướng không riêng khác. Như ở trong các uẩn thì ở trong tất cả xứ, cho đến ở trong tất cả đạo tri là tướng một vị, không tướng riêng khác. Cho nên Thiện Hiện, do đạo lý đây nên biết tướng thắng nghĩa đế ở khắp tất cả là một vị. Thiện Hiện, bí xô tu quán hành thông đạt thắng nghĩa chân như pháp tánh vô ngã của một uẩn rồi, lại không tầm cầu mỗi mỗi các xứ uẩn khác, chỉ thông đạt thắng nghĩa chân như pháp tánh vô ngã của xứ duyên khởi thực đế giới niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi như vậy, tức để theo thắng nghĩa chân như đây, vị trí không hai làm chỗ nương ở nơi tướng thắng nghĩa đế ở khắp tất cả chỉ một vị, quan sát thẳm sâu đi đến chứng đắc. Cho nên Thiện Hiện, do đạo lý đây nên biết tướng thắng nghĩa đế ở khắp tất cả chỉ có một vị. Thiện Hiện, như các uẩn kia chuyển chuyển tướng khác thì các xứ duyên khởi thực đế giới niệm trụ chánh đoạn thần túc
cận lực giác trì đạo trì kia cũng chuyển chuyển tướng khác. Nếu tất cả pháp thắng nghĩa trần như pháp tánh vô ngã cũng tướng chuyển chuyển khác, vậy thì thắng nghĩa trần như pháp tánh vô ngã lẽ cũng có nhân, tứ nhân mà sanh. Nếu tứ nhân sanh, lẽ là hữu vi. Nếu là hữu vi, lẽ chẳng phải thắng nghĩa. Nếu chẳng phải thắng nghĩa, lẽ phải tầm cầu thắng nghĩa đế khác. Thiện hiện do đầy thắng nghĩa trần như pháp tánh vô ngã chẳng gọi là có nhân, chẳng phải nhân sanh ra, cũng chẳng phải hữu vi là thắng nghĩa đế. Đắc thắng nghĩa đầy, lại chẳng tầm cầu thắng nghĩa đế khác. Duy trì hằng hằng thời, thường thường thời, như lai xuất thế hoặc không xuất thế, các pháp pháp tánh an lập, pháp giới an trụ. Do đạo lý đây nên biết tướng thắng nghĩa đế ở khắp tất cả là một vị. Thiện hiện thì như có chủng chủng phẩm loại chẳng phải một, trong đó sắc có tướng khác nhau. Tướng hư không kia vô tướng, vô phân biệt, không biến đổi, một vị ở khắp tất cả. Như vậy trong tất cả pháp tánh khác, tướng khác, tướng thắng nghĩa đế ở khắp tất cả một vị, nên biết lẽ ấy cũng vậy. Bây giờ Thế Tôn muốn chủng truyền lại nghĩa đây mà thuyết tụng rằng tướng một vị đây khắp tất cả, chứ phải thuyết thắng nghĩa không khác. Nếu đối trong ấy phân biệt khác, nhất định kia ngu si thượng mạng,